Hello và xin chào các bạn. Đợi tớ tí. Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ chơi Crazy Game tiếp nha. Update hả? Crazy các bạn ơi, chúng ta đã chơi game này không? Bởi game này cũng mới. Nói chung là mới nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng hôm nay tớ sẽ chơi game này cho các bạn vui. Đây là game này. Tiếp tục nhưng không, tớ không biết tập máy tớ quên rồi. Nhưng đến tập 7 tớ sẽ cướp. Có nghĩa là cướp tiếng Hàn. Đáp án cướp là hết. The end. Nha các bạn. Ủa rồi luôn level mười mấy giờ. Tớ sẽ chơi cẩn thận nha các bạn. Oh skill không có. Sai hả? Oh bạn ơi, ở đây có con bự bự nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 tròn chín hết rồi trời. Ôi chín hết rồi mới giết được rồi trời ơi, bà không cho nó chạy rồi. Cái này nè, cái trâu với ô đây 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 con mồi bự nè các bạn ơi, con mồi bự nè. Mồi này nó bự. Cũng chạy được anh à. Chạy được với anh là win nha. Đó các bạn ơi, kia chưa? Không biết tới đang hồi mấy. Giờ tao phải giết con nhỏ trước đã. Giết con nhỏ trước. Tưởng chăng lên một luôn nha các bạn. Con gọi ra để không quên. Bạn nhớ subscribe đăng ký nha. Cho nó cực kỳ nhiều rồi nha. Kiếm lửa nó đốt thiêu cháy luôn. Không kiếm lava nha. Đợi mũ con chim. Vì anh Chuồn. Chuồn lẹ. Không chuồn là chết. Chuồn lẹ. Đúng rồi. Tớ đang hơi bị này đó. Oh level.
tự nhiên nó chạy. Chứ giờ nó chạy rồi các bạn ơi, rồi tớ đây. Chào quân, nó đang ít máu hay là gì nè? Chào hả mi, sao chuột được với anh? Con bự nó sắp thử con bự các bạn ơi. Level 13 thử coi nó như thế nào nha các bạn. Ôi trời, tiếng xe nó bự bự đâu mà bự là bự. Đó, các bạn ơi, có chuyện ghê cho tớ đang level 12 đó các. Có người tên Việt Anh nha. Có người Việt Nam. Chúng ta đang
của bác. Thôi các bạn ơi, video đến đây cũng đã dài rồi, chúc ba các bạn có thu gì quá.